ra mớt đi với Yasuo anh Hàn đó nha. Anh Hàn lúc đầu á gì các bạn, lúc đầu có vẻ hơi khó chịu á, về sau rồi một lát nữa. Lúc đầu chịu khó anh Hàn tí đi. Sao nữa? Ôi nó lên được level kìa trời. Để win nè. Tao yếu như anh em tao đâu. Thôi được rồi. Nhiệt tình quá vậy đi, nhiệt tình quá đấy. Vừa thôi, để nó thở với. Tôi lo được rồi. Vừa thôi. Thằng Ly nó chạy ra, con lính nó chết. Con lính chết xong nó được hồi máu. Nó sống luôn các bạn ạ. Con ra mớt bây giờ các bạn đang ulti một lần thôi nhé. Điên hả mày? Này thì Yasuo này. Lên 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 đi nha. Đá trúng chắc đéo chết.
À, tao ăn cục này. Tao hồi lại, tao ra tao đập mày luôn. Mình sẽ chạy ra, chưa chạy đâu. Rồi, Yasuo lên tăng luôn kìa. Chưa, Yasuo lên tăng luôn kìa. Ngầu dữ. Còn Akai, ai khôn đứng hình mất 5 giây. Giờ có lên đau tiếng cũng vậy, tôi lên cái này thì hút được bao nhiêu máu. Yasuo lên cái đồ gì đánh lại ra mất. Lên cái đồ gì cũng vậy. Ê, phong rừng. Mày luôn đó. Thường quá cơ. Thường dễ sợ. Ở đó mà dài dính nha. Dài mà dính thành Lee Sin kìa trời. Icon đứng hình mất 5 giây. Đéo chết. À đồ, ghê. Có ghê nha, ghê. Lên cái chắp lửa vậy sao chơi. Dạ bố mày đéo quan tâm chi dân luôn đấy. Muốn là gì mày làm đi. Tí nữa tao ban chuẩn cho chơi mày luôn đấy. À đây giết được rồi mình nè. Tôi xong. Mẹ mày đứng đó, tao cho mày xỉa cả ngày luôn á. Cái thứ lên tanh.
Icon đứng hình vẫn 5 giây. Chơi ra mới bây giờ nó một lần ulti thôi nha. Nó nhiều chả có tác dụng đâu. Ở chỗ bắn này. Rồi, cố lên. Má nhìn nó đánh tội quá. Yasuo đánh tốt đó chứ, ai nó không biết đánh đâu, giờ gặp Rammus chứ cái gì. Yasuo đánh hơi bị ghê đó. Đừng có nghĩ Yasuo vậy là Yasuo gà, Yasuo hay đấy. Nhưng mà hay thì làm gì Rammus vậy? Tao cho thêm thằng Lee Sin, thêm thằng cá sấu ra đây luôn. Icon đứng hình mất 5 giây. Dĩa má. Má làm gì má? Để thêm thằng Lee Sin đó hả? Gì vậy? Rồi chết được cá sấu nè. Ây da. Á đồ đông quá, hiếp dâm bớ tay, hiếp dâm tổ chức, hiếp dâm số lượng lớn ở đây này. Cái gì đây, cái thằng nhóc này đây, tao tới đây. Rồi cách ly tao bắn hết. Alo, ôi rồi, alo. Quá này lấy cái gì mà thua, không cần Adesan, Adesan cũng thắng đi chứ. Cần mẹ gia Adesan. Nè giết đi. Nổi không? Làm đéo với nhau.
Mệt không? Mệt không? Mệt không? Mệt không? Hahahaha.